Xin chào mừng các bạn đã đến với D-Channel. Và trên tay mình đây đang là Galaxy A12. Sau gần một tháng sử dụng rồi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những trải nghiệm mà mình có được trên sản phẩm này nhé. Và chúng ta có nên vào quyết định lựa chọn sản phẩm này hay không? Mời các bạn hãy theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu các bạn nào đang quan tâm tới Galaxy A12 hay là các sản phẩm của Samsung, đừng quên là click vào đường link mình để ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, bắt đầu thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về ngoại hình của Galaxy A12 để xem là sản phẩm này đã mang lại cho mình những cái trải nghiệm gì trong suốt gần một tháng sử dụng qua. Thì phải nói đây là một sản phẩm giá rẻ của Samsung thôi, nhưng mà chất lượng gia công của nó mình đánh giá rất là cao, cầm rất là chắc chắn luôn. Và quan trọng nhất là nó mang lại cho mình một cái cảm giác liền mạch, và hiếm có sản phẩm nào trong phân khúc giá rẻ ở thời điểm hiện tại đã làm tốt được như Galaxy A12. Mặt lưng này thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng trang trí khá là đặc biệt, được chia ra làm khoảng 3 phần. 1/3 ở dưới này đây thì sẽ là trơn để là Samsung, còn phần 2/3 còn lại ở phía trên á thì được làm các họa tiết đường cắt chéo như thế này. Cái họa tiết này nó sẽ mang lại hai ưu điểm mà mình có được trong những cái trải nghiệm, đó chính là thứ nhất, nó sẽ đỡ trơn trượt cho tay mình hơn, bám chắc hơn. Thứ hai là nó sẽ ít bị bám cái dấu mồ hôi và dấu vân tay, cho nên là khi mà sử dụng lâu dài á, các bạn cũng phải đỡ lau chùi hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cả giáp cầm cũng cực kỳ thoải mái luôn, bởi vì cái chiếc máy này sử dụng cái ngôn ngữ thiết kế là nhựa nguyên khối, chỉ là màn hình và ốp vào luôn cái phần khung viền như thế này. Và cái phần mặt lưng này nó là ăn luôn chung với lại phần khung viền luôn, chứ không phải được chia làm 3 phần. Chính vì vậy là cái sự liền mạch giữa phần mặt lưng và khung viền nó càng được làm tốt hơn nữa. Nó được bo cong rất là nhiều, cho nên cầm nó sẽ khá là thoải mái. Và mình đánh giá khá là cao trải nghiệm cầm nắm của Samsung Galaxy A12 trong cái tầm giá của nó. Nhưng mà các bạn có một cái điểm này thì mình cảm thấy là đã rất là lâu rồi thì mình mới cầm trên tay một sản phẩm Samsung mà có trọng lượng nó đậm như thế này. Thường thì các sản phẩm của Samsung á, từ giá rẻ cho tới cao cấp thì nó khá là nhẹ. Trừ những cái con Ultra thì nó được làm bằng phần thép không gỉ thì nó nặng thôi, đa phần cầm rất là nhẹ. Riêng chiếc máy này mình cầm mà cảm thấy nó khá nặng. Mặc dù pin của nó thì cũng không phải là quá cao đâu, chỉ có 5000 mAh thôi, nhưng mà nó mang lại cho mình một cái trọng lượng cầm khá là chắc tay, cầm rất là có cảm giác. Nhưng mà nếu các bạn nào mà yêu thích sự nhẹ nhàng á, thì có lẽ sẽ không quen lắm với sản phẩm này. Nhưng mà nếu như mà sử dụng một thời gian gần một tháng như mình á, thì cũng sẽ quen dần thôi, bởi vì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về trải nghiệm về màn hình của A12. Thì nếu như là một người dùng cơ bản, sử dụng các tác vụ hiển thị cơ bản, thì mình đánh giá là A12 có chất lượng hiển thị rất là tốt rồi. Bởi vì mình đang xét trong cái tầm giá tốt của nó là phân khúc giá rẻ thôi, chứ như mà yêu cầu cao hơn một chút thì mình nghĩ là chiếc máy này có thể khó đáp ứng. Bởi vì là màn hình của chiếc máy này cái kích thước rất lớn là 6.5 inch, nhưng mà độ phân giải chỉ là HD Plus thôi. Nếu như các bạn nhìn và soi xét kỹ vào màn hình này thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được điểm mạnh của nó. Cho nên là đối với các tác vụ giải trí thường ngày sử dụng với cái khoảng cách mà chúng ta hay thường dùng á, thì nó rất là thoải mái, nó rất là nét. Nhưng mà nếu mà các bạn dí sát vào hay là chơi game vậy thì mình sẽ có cảm giác là không hài lòng lắm về chất lượng hiển thị. Bên cạnh đó, màu sắc các bạn cũng thấy trên video nè, màn hình này có màu sắc nó khá là nhợt nhạt, kiểu nó màu hơi tái tái. Nhưng mà bù lại là màn hình này nó rất là nổi khối, cảm giác như các bạn nhìn trực tiếp vào cái màn hình này luôn, nó rất là trong trẻo. Mặc dù cái tấm hình của nó là TFT mà thôi, chứ không phải là IPS hay là AMOLED cả. Nhưng mà màn TFT này thì nó sẽ có những cái hạn chế, ví dụ khi các bạn nghiêng nè, đó, mình nghiêng nhẹ thôi là các bạn dễ dàng cảm thấy là màn hình nó đã bị tối màu rồi, do góc nhìn của nó không được rộng. Chính vì vậy là đây sẽ là một cái điểm hạn chế của màn hình TFT. Và ngoài ra một cái điểm hạn chế nữa của màn hình TFT đó chính là chúng ta không thể nào mà làm viền mỏng được như là màn hình AMOLED. Chính vì vậy là viền trên và viền hai bên cũng như viền dưới của A12 này nó còn khá là dày. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mức giá của sản phẩm này thì cái viền như thế này á, nó đã đủ mang lại cho mình một cái trải nghiệm khá là tốt rồi. Và còn một điểm nữa là các bạn thấy chiếc máy này không được tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình, mà được tích hợp phím phím nguồn rất là nhanh nè, cực kỳ nhanh và nhạy. Đây là một điểm mà mình cảm thấy là A12 làm rất tốt trong cái tầm giá của nó. Thì mình đánh giá đây là một trong những cảm biến vân tay có tốc độ nhận diện nhanh nhất rồi. Chạm một phát, không cần biết là chạm như thế nào, chiếc máy cũng mở lên. Và trong quá trình sử dụng thì mình nhận ra là cái cảm biến vân tay này cực kỳ chính xác, gần như là suốt một tháng qua là nó chưa hề nhận diện sai một lần nào cả. Thì đây chính là một điểm cộng nữa mình đánh giá khá cao A12.
Và ở mặt sau này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống camera bao gồm 4 ống kính. Thì camera chính của nó sẽ có độ phân giải cũng khá là lớn, lên tới 45 megapixel, một cảm biến 50 megapixel và thêm hai cảm biến nữa 20 megapixel. Nhưng mà chia sẻ thẳng luôn với các bạn là đối với những camera phụ thì mình cảm thấy là chất lượng ảnh của nó chỉ dừng lại ở mức là giống như là trang bị option thêm cho đầy đủ mà thôi. Chứ trong cái điều kiện sử dụng thực tế thì mình không đánh giá cao lắm như camera phụ. Bù lại thì cam chính có chất lượng rất là tốt. Đây, mình có chụp hình một cái chai rượu Chivas này, bạn thấy nó rất là sắc nét. Điều kiện mình chụp là trong phòng và ánh sáng thì nó cũng không phải đầy đủ cho lắm, nhưng mà cái độ nét mà chiếc máy này mang lại cho mình là mình cảm thấy khá là ưng ý rồi. Bên cạnh đó, khả năng chụp ảnh xóa phông cũng rất là tốt. Mặc dù đây là cái chai thủy tinh thôi nhưng mà cái phần lẹm của cái chai này rất là ít. Nhận diện chủ thể rất là chính xác nè, nguyên cái chai Chivas của mình. Ở phía sau thì được làm blur rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên. Và mình nghĩ là đối với các bạn nào có nhu cầu nhiếp ảnh mà đặt ra trong cái tầm giá khoảng hơn 3 triệu đồng thôi thì chúng ta cũng đã không có quá đòi hỏi khắt khe hay là chất lượng ảnh nó phải xuất sắc như thế nào. Nhưng mà A12 này sẽ đáp ứng được cho các bạn về nhu cầu chụp ảnh cơ bản, có thể chụp ảnh và sống ảo. Như vậy là quá tốt rồi. Về pin thì hồi nãy mình có chia sẻ với các bạn luôn, pin 5000 mAh. Và trong quá trình sử dụng thực tế của mình thì mình đánh giá nó cũng rất là tốt. Bởi vì hai yếu tố, thứ nhất màn hình của máy này thì như là mình chia sẻ có độ phân giải chỉ là HD mà thôi, cho nên là nó cũng không tiêu thụ pin rất nhiều. Và thêm một yếu tố nữa làm cho mình hài lòng về thời lượng pin, đó chính là cấu hình chiếc máy này cũng không phải thuộc dạng quá cao. Helo G35 sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm sử dụng mượt mà. Nếu như các bạn sử dụng cái tác vụ ví dụ như gọi điện, nhắn tin hay là truy cập camera, tất cả những cái trải nghiệm cơ bản của nó đều rất là mượt mà và tiết kiệm pin. Nhưng mà nếu các bạn đòi hỏi là trong tầm giá 3 triệu này chúng ta phải có một cái chiếc máy có thể chơi game mượt mà có thể chơi game một cách rất là thoải mái, thì mình tin là các sản phẩm mới thuộc phân khúc giá rẻ thì nó sẽ không thể nào đáp ứng đâu. Nếu như các bạn cần những cái nhu cầu để chơi game mà giá rẻ thì các bạn nên tìm kiếm những mẫu điện thoại cao cấp hơn của những năm trước và giảm giá thành mức giá rẻ hiện tại thì có thể là mới chơi game mượt mà thôi. Chứ thực sự mà nói thì phân khúc 3 triệu đồng mà để chơi game mượt mà thì mình nghĩ nó khó lắm. Và đó là nãy giờ mình đã chia sẻ với các bạn những trải nghiệm mình có được trên A12 này sau gần một tháng mình sử dụng nó. Nhìn chung thì đây là một chiếc máy rất là tốt nếu như chúng ta sử dụng nó ở mức cơ bản, từ hiệu năng, từ khả năng hiển thị, từ khả năng nhiếp ảnh, rồi thời lượng sử dụng pin. Tất cả các yếu tố này A12 đều làm tốt khi xét phân khúc giá của nó là hơn 3 triệu đồng. Nhưng mà nếu mà các bạn là một người sử dụng hardcore hơn, yêu cầu các tác vụ phải đáp ứng cho các bạn tốt hơn, thì thật sự là A12 này vẫn chưa phải là một sản phẩm phù hợp tuyệt vời nhất với cái sự lựa chọn của các bạn. Chính vì vậy là hãy tùy vào nhu cầu sở hữu của mình, hãy tùy vào nhu cầu sử dụng của mình mà hãy sở hữu một thiết bị hợp lý. Và mình tin là chiếc điện thoại này sẽ phù hợp với lại các quý vị phụ huynh hay là các bạn nào đang chạy sơm công nghệ, bởi vì thời lượng pin của nó trâu, màn hình lớn giúp hiển thị rõ ràng, định vị bản đồ thì cũng dễ dàng hơn. Đó là những cái trải nghiệm của mình. Còn các bạn khán giả của channel, các bạn đánh giá gì về Samsung Galaxy A12 này? Đừng quên bình luận bên dưới video này nhé. Và nếu các bạn nào đang quan tâm tới Galaxy A12 cũng như là các sản phẩm khác của Samsung, đừng quên là click vào trang web của Dòng Việt để tham khảo nhé. Hiện tại thì Dòng Việt cũng đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn về sản phẩm của Samsung. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các của D-Channel nhé. Bye!